Sau gần nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, cả Mỹ và Việt Nam đều đang nỗ lực khép lại và hàn gắn những nỗi đau hậu chiến. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ trao trả kỷ vật chiến tranh cho các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ. Việc trao trả kỷ vật chiến tranh không chỉ đem lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần cho các cựu chiến binh và gia đình các liệt sĩ, mà còn góp phần hàn gắn và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hôm nay là một ngày đặc biệt và đầy xúc động tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. 12 bộ hồ sơ bao gồm các kỷ vật như nhật ký, thư, giấy tờ tùy thân, sổ tay sẽ được trao trả về với các cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm thất lạc. May mắn hơn, nhờ những kỷ vật này mà nhiều gia đình đã tìm ra manh mối để tìm kiếm hải cốt của các liệt sĩ. Thậm chí có trường hợp nhờ vào kỷ vật mà thân nhân mới biết được ngày hy sinh chính xác của liệt sĩ. Tại buổi trao trả kỷ vật sáng nay, đã có rất nhiều giọt nước mắt hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Thiện là cựu chiến binh tại chiến trường miền Nam từ năm 1965. Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023, ông đã nhận lại cuốn nhật ký cá nhân tại Quốc hội. Và hôm nay, ông được trao lá thư thăm hỏi của Tổng thống Mỹ. Thực tế là cuốn nhật ký của tôi ở trong chiến trường là viết bằng máu và nước mắt. Nhận lại cuốn nhật ký đã bị mất cách 60 năm. Không bao giờ nghĩ rằng trong chiến tranh là tìm lại được. Tôi rất bất ngờ và càng tự hào và bất ngờ hơn là được trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến việc trao trả kỷ vật rất là ý nghĩa. Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark E. Knapper, việc tìm kiếm hài cốt quân nhân là công việc khó khăn nhất, nhưng cũng đầy ý nghĩa nhất trong hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Bạn biết đấy, dù là người Mỹ hay là người Việt Nam, đã hy sinh vì Tổ quốc hay là thành viên trong gia đình của một người đã hy sinh vì Tổ quốc, chúng tôi hy vọng nỗ lực xác định danh tính, hài cốt của những người Việt Nam mất tích có thể trao lại kỷ vật của họ tới các thành viên trong gia đình như chúng tôi đã làm ngày hôm nay. Đây là một vinh dự to lớn mà tôi có thể không thực sự mô tả được và chắc chắn nó sẽ giúp tôi thấy được ý nghĩa thực tế mà những nỗ lực của chúng tôi mang lại. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy được lợi ích từ những nỗ lực của chúng ta. Nhưng đây có thể là ngày mà chúng ta làm được, và nó khiến tôi rất cảm động. Số liệu từ dự án Những di sản chiến tranh Việt Nam chưa được khám phá tại Đại học Harvard Mỹ cho thấy hiện có hơn 200.000 bộ đội Việt Nam hy sinh còn đang mất tích. Và mặc dù khoảng 300.000 hải cốt liệt sĩ Việt Nam đã được tìm thấy, nhưng họ vẫn chưa xác định được danh tính. Đại học Harvard đang hợp tác với các cơ quan của chính phủ Việt Nam trong một thỏa thuận hợp tác mới giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm giúp tìm kiếm người Việt Nam mất tích hoặc đã hy sinh trong chiến tranh. Tất cả những cái tài liệu đó về phía của Harvard là để cung cấp gọi là những cái tài liệu liên quan đến gọi là thông tin thực chứng đưa cho chính phủ Việt Nam, và có những cái loại tài liệu ví dụ có những cái trường hợp như mà liệt sĩ Đặng Thần Tuấn gần 60 năm không xác nhận được đó là liệt sĩ hay không, bởi vì gọi là mất tích trong chiến tranh mà không có lý do, thì dựa vào những cái tài liệu của chúng tôi ấy, thì cuối cùng chính phủ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã cấp bằng Tổ quốc ghi công và chứng nhận liệt sĩ đó là thực sự là một liệt sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau gần nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, cả Mỹ và Việt Nam đều vẫn đang có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả. Sự hợp tác trong mối quan hệ giữa hai nước đang là hình mẫu về lòng tin và sự hòa giải. Với chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Joe Biden, cả hai nước đã cùng tạo nên một dấu mốc lịch sử, xác lập khuôn khổ mới để đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa trong những năm tới. Và những di sản của chiến tranh vẫn tiếp tục là một nhân tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.